Sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hoán đổi tài sản tư nhân tại địa chỉ 57 Cao Thắng, lấy khu đất 185 Hai Bà Trưng, quận 3 thuộc sở hữu nhà nước gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng cho nhà nước sau khi đã trả hồ sơ trước đó. Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, sau khi tòa án nhân dân thành phố trả hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng tám nội dung mà hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung đều không có căn cứ, không phải là tình tiết mới phát sinh tại tòa. Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương. Các bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Thanh Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Vi Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Râm, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Đào Anh Kiệt nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố. Phiên tòa lần này dự kiến xét xử đến ngày 22 tháng 11.